Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Chiều ngày 14 tháng 1, tại xã Hạnh Lâm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã về thăm tặng quà cho các hộ gia đình có người nhiễm chất độc da cam, bị thiệt hại do thiên tai, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Cùng đi trong đoàn có các đồng chí, giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tiến sĩ Vũ Hoàng Anh, trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lê Mậu Nhiệm, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Về phía tỉnh có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Kha Văn Tám, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện. Trước lúc bước vào lễ trao quà, đoàn đại biểu của Trung ương, của tỉnh đã được nghe đồng chí Nguyễn Hải Dương, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, báo cáo tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện trong năm 2022 và công tác chăm lo Tết cho nhân dân. Tại chương trình, đoàn công tác của Đảng, Nhà nước đã dành tặng 150 suất quà, trong đó có 50 suất quà dành cho các gia đình có người nhiễm chất độc da cam bị thiệt hại do thiên tai và 100 suất quà dành cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc 4 xã Thanh Sơn, Thanh Mỹ, Thanh Đức và Hạnh Lâm. Mỗi suất quà trị giá 1.200.000 đồng, trong đó có 1 triệu tiền mặt và một túi quà trị giá 200.000 đồng. Cũng nhân dịp này, công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH đã dành tặng 1.000 suất quà trị giá 150 triệu đồng thông qua Hội Chữ thập đỏ Nghệ An để trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, trong đó có 150 suất dành cho huyện Thanh Chương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ niềm phấn khởi khi sau 2 năm ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, bà con địa phương mới có được cái Tết đoàn viên. Kết quả này là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của toàn thể nhân dân, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, luôn động viên khuyến khích bà con nỗ lực vượt mọi khó khăn. Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm chăm lo đến các đối tượng gia đình chính sách, người có công, có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai là không có Tết, để Tết là niềm vui chung của tất cả mọi người. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 13 tháng 1, các ông bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Trần Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thọ Hợp, ông Phan Văn Thường, Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực 2 và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An đã về trao tặng quà Tết cho người nghèo. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại đây, đoàn đã trao 240 suất quà Tết cho các hộ gia đình, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng với tổng giá trị đợt trao tặng là 120 triệu đồng. Những phần quà Tết được trao tặng thể hiện tình cảm, trách nhiệm của xã hội đối với hộ gia đình và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và là nguồn động viên giúp các hộ gia đình, các em học sinh vươn lên trong cuộc sống. Tại đây, bà Hà Thị Mỹ Dung, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã chúc Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đón Tết Quý Mão vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc. Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã cảm ơn những món quà mà đoàn đã dành cho các gia đình, các em học sinh trên địa bàn huyện và mong muốn tiếp tục quan tâm để cho người nghèo đón Tết. Đây cũng là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, không để một ai bị bỏ lại phía sau. Chiều ngày 12 tháng 1, đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đơn vị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vinh, Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam ở thành phố Vinh đã về thăm và trao tặng 235 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã Thanh Thủy, Thanh Đức, Thanh Nho, Thanh Sơn và Đại Đồng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng với mong muốn góp phần chia sẻ khó khăn, giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương đón Tết cổ truyền của dân tộc đủ đầy và ấm áp hơn. Phát biểu tại các xã đến tặng quà, đồng chí Nguyễn Nam Đình đã khẳng định, những năm qua Đảng và Nhà nước thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những dịp Tết đến xuân về. Thông qua đó thể hiện truyền thống đạo lý tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và không ai bị bỏ lại phía sau. Những phần quà Tết được trao tặng thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp đối với hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, với phương châm sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác an sinh xã hội. Chúc Đảng bộ và nhân dân các xã chuẩn bị đón Tết Quý Mão vui vẻ, ấm cúng và hạnh phúc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.